Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến của em. Bây giờ mới sáng sớm thôi nha các bạn. Em thì thường hay dậy sớm lắm. Cho em xin uống miếng nước nha. Hôm nay trời ngoài sương lắm á. Sương dữ lắm. Các bạn biết á, sáng sớm á mình có được cái gì vô bụng á thì nó đỡ lắm. Nè, cho các bạn coi cái chỗ chuối. Sáng lục tiền cắt đi mua cà phê tiếp đó nha các bạn, rồi ăn thêm một trái chuối này nữa là xong buổi sáng. Thấy khổ ghê chưa? Cái mùa dịch này đó kiếm không có ra tiền. Cho nên nó khó khăn lắm. Mình ở đây mình có chuối ăn á là ngon lắm rồi. Em mời các bạn nha. Ngon lắm. Rồi. Sáng sớm ăn miếng gì đó. Thôi bây giờ em dẫn các bạn đi mua cà phê với em nha. Let's go. Ôi chàng ơi. Chà, rửa tay liền ngay lập tức. Mình cầm mấy cái tiền cắt á, cái đồng tiền là nó có nhiều vi khuẩn lắm. Tiền giấy cũng vậy các bạn, nhiều vi khuẩn lắm cho nên cầm là phải rửa tay. Chạm đất hà. Xài xong á là phải cất vô. Em mời mọi người uống cà phê nha. Hôm nay á, chứ thế đó các bạn thấy khổ không? Ngày nào á cũng xài tiền cắt hết các bạn biết á, tiền cắt cả nhà em á hủ gì đó. Chưa đâu, còn mấy hủ nữa lận mới hết. Ngày xưa giờ xài á, hồi đó làm ra tiền các bạn biết không? Cho nên ít có giờ xài tiền cắt lắm. Bây giờ là không ra tiền đó, giờ phải dùng tiền cắt. Thay vì mình lấy tiền cắt đó mình đi bỏ nhân ngân hàng hay là mình đổi đó, đổi thì nó ăn mình 7%. Cho nên nó uổng tiền, cho nên giờ phải lục tiền cắt đi mua cà phê, tại hết tiền rồi. Đó, giờ thấy khổ đến nỗi vậy mà không biết ông nội nào cứ nói em giàu có hoài, em mệt quá trời luôn các bạn. Bởi vì các bạn có thấy không, nghèo như em á còn cho là đại gia. Không chi là Thiền Am cũng nghèo. Nhưng mà họ cho Thiền Am á là nhiều người phải nói là rất là giàu có luôn mới ghê chứ. Bó tay mấy ông nội đó luôn, hỏi nói gì không cũng nói được hết á. Hôm nay thì nói thiệt chứ các bạn biết không, em có cái tiền cắt mà em còn ăn được đó. Còn mấy cái anh mà ăn xin ở đây đó thì tội lắm, phải đi vòng vòng xin tiền mỗi sáng. Có một cái anh sáng nay thôi, không biết giờ, hồi nãy rồi có thêm một người mới ăn xin nữa, một người này người lạ mặt thì mới vừa đi ngang ở đây nè, xách mấy cái ba lô đó. Rồi hồi nãy bên kia đường em đậu, em thấy có bác cũng dặn xách hai cái hành lý đi vòng vòng, tội lắm các bạn ơi. Cho nên em có xe, có nhà ở, rồi có điện thoại xài, có quay phim xài cũng đỡ, mà có một cái là tiền hết rồi nên bây giờ phải xài tới tiền cắt, nên nó cũng nói chung là mình cũng còn có cái phước đó các bạn. Cái phước của mình là phước gì? Cái phước của mình là coi như cái phước của mình đã tích lũy lại lúc trước, cho nên bây giờ mình mới được cái cha nội nổ này gọi hoài trời. Nổ ơi, nổ, nổ. Nổ. Bắt phone nổ rồi. Alo. Gì nổ? À trời. Ok. Ok, tôi gọi. Một phút nữa gọi lại hả? Tôi gọi ông hả? Ok. Cái gì gọi tôi, khi tôi gọi lại là sao cha nội? Ok. Cái ông nội này á, đúng là nổ. Các bạn biết không, nổ này nó nói á, nó gọi. Xong rồi nó hỏi, ok, tí nữa gọi lại. Bó tay ông nội này luôn. Ủa mà nó kêu em gọi nó mà. Hôm nay em định đi ra quay mấy cái cảnh. Nhưng mà chờ hôm nay nó tối thui à.
cho nên không có quay được. Có nhiều người ta nghĩ cuộc sống ở Mỹ sung sướng lắm, thấy bề ngoài như vậy thực sự khổ nhiều hơn là sướng các bạn ơi. Cái thứ nhất là cái tiền mà nặng nhất mình sống ở nước Mỹ là tiền nhà mỗi tháng. Cho dù mình mua nhà luôn rồi đi nữa nhưng mà mình cũng phải thiếu nợ tới 30 năm. Đúng không? Tiền nhà mà bèo bèo cũng như mình mua căn nhà chừng 3 phòng đi. Thì bèo bèo mà em nói Cali đi ha, cho nó dễ ha, ở khu em đi, cho nó dễ. Mà bèo mà 3 phòng mỗi tháng mình trả bèo lắm á. Thì cũng 1.800, 1.900. Coi như là cho chẳng 2.000 á là nhà 3 phòng đó nha các bạn. Có khi nó trả hơn, nó tùy theo cái số tiền đi, mình nói tới nhà mua đi, tùy theo số tiền lúc mà mình đặt cọc bao nhiêu thì mình cái tiền mình trả hàng tháng thì nó sẽ giảm xuống thôi. Còn mình đặt đặt cọc ít á, đặt cọc theo 20% á thì mỗi tháng mình trả cũng bèo lắm là 2.000, rồi chưa tính tiền mình bảo hiểm, giờ tiền nước, tiền này, tiền điện, tiền này, tiền nọ nữa, cho nên chi phí ở đây nó rất là cao. Ai ở Cali rồi mới hiểu, cái Cali này cái chi phí cao lắm, nhà nó mắc hơn mấy chỗ khác nhiều, khi gấp 3, gấp 4 lần lận, mắc lắm. Giá là phải gọi là nổ ra nó nói gì đây. À, tôi đây, dê trai đây, nhị nổ. Ủa mà tôi hỏi ông này, tại sao ông gọi tôi cho đã, cái ông nói anh tí nó gọi lại là sao vậy? Hay ha, ông gọi lộn người. À, ok, bỏ đi. Có chuyện gì? Ví dụ gì? Bùa ngải hả? Ở đâu? À, thằng Năm Xạo nó nói ông tỷ phú, nó ngăn chặn ông tỷ phú uống bùa hả? Bởi vì ông tỷ phú mới không bán nhà, bán cửa cho thằng em á hả? Thôi đi ông nội ơi, thằng Năm Xạo mà nó xạo giống như ông vậy đó. Ủa nó nghe nè, ông á là nổ, ông là chuyên gia nổ, nó á, là thằng Năm Xạo, hai người mà gặp nhau á tôi tin ai. Ha, khó hiểu quá các bạn, tin ai? Cái thằng này nó nổ lắm các bạn ơi, còn thằng kia thì nó xạo lắm. Nổ cái xạo đụng lại là chùm gì, là một cái quả bom nổ cái bùm banh hết, ghê quá ông nội. Nó nói ông nghe nè, nếu như mà thiền em á mà có cái khả năng mà làm cho người ta mê hoặc như vậy, bán nhà bán cửa đi theo vậy đó, thì ông nghĩ coi cái ông nội mà ông khùng bà khùng á thoát nổi hả? À, thấy chưa, ông khùng bà khùng cũng có tớ rồi nè đó, rồi lúc mà cách ly cũng biết bao nhiêu người tớ rồi nè, sao không ai mà không cho ai uống nước hết nè. Chính bản thân tôi á mà cái sau cái vụ mà 50 con đồ mà đột nhập vào thiền em đó, sau bữa đó đó khoảng đâu cái ngày tôi tớ hình như ngày 24 bị đột nhập, giờ ngày hình như ngày 27, 28 gì đó, để tôi nhớ coi. Rồi vòng đâu đó, còn hình như là mấy ngày sau là tôi tới thiền em. Tôi lúc đó tôi có tới, tôi tới hai lần lận. Một chuyến tôi tới trước khi tôi đi Nha Trang, trước khi cái chuyến đầu tiên tôi tới đó, tôi thăm các bé, thấy không, giờ tôi ngồi tôi uống nước với lại cô Huyền Trang, Huyền Trân chứ. À, tôi ngồi tôi uống nước, không lẽ bây giờ mấy cái nước đó là... Ồ mà cũng đúng ha, tại sao mình xong cái mình đi xong cái mình mê dữ vậy chứ, nó chơi cho vui thôi chứ cái nước đó không có gì hết. Tôi cũng uống nè, lúc đó đó có mấy ông nội nào cũng tớ nữa, tớ lượt với tôi, mấy ông nội cũng làm YouTube luôn. Giờ mấy ông nội nó ghi âm cô Huyền Trân nói chuyện, hay sao bị cô Huyền Trân chửi quá hay sao đó, tôi quên rồi, cái vụ đó lâu quá rồi tôi không nhớ. Mà mấy cái vụ mà uống này uống nước uống bùa uống ngải gì đó, cái đó tào lao ông ơi. Nếu như mà tôi nói ông nghe này, nhưng mà có khả năng đó đó thì đâu cần phải chịu khổ, thấy không, đâu cần phải trong cách ly mà muốn lấy quần áo cũng không được, muốn người ta đem đồ vô cũng không cho, mà tới mấy ngày sau mới cho người đem tới được, mới cho người đem tới. Nếu như ông có mấy người đó mà có khả năng đó đó là ông bây giờ ông cũng bị sai khiến luôn rồi, thấy không. Cho nên cái thằng Năm Xạo là cái thằng tào lao, đúng không, giống như ông vậy đó. Ông nổ thì nó xạo, bởi vì người giết thì tôi không biết tôi tin ai nữa, khó quá. Vụ gì nữa không? À, cái thằng cô Long Dương Quá đó hả? Nó khai ra hồi xưa là nó đi chém lộn một tháng 30 ngày, chém hết 29 ngày hả? À, hèn gì nó đi xe lịch phải rồi ông nội ơi. Mà nó là sao? À, nó vỗ ngực nó nói là chờ không sợ, đất không sợ, ma quỷ cũng không sợ. Thôi ông nội ơi, thằng đó nó nổ tàn canh luôn ông nội ơi. Nó nổ giống ông vậy đó. Tôi nói ông nghe nè, nếu như nó chờ đất, nó không sợ ma quỷ, nó không sợ, vậy sao nó đi che mặt trên mạng chi vậy? Nó sợ người ta biết mặt nó hả?
Rồi mà ngộ ha, chờ đất không sợ chỉ sợ người ta biết mặt mình thôi, hay quá. Vậy tôi nói ông rồi, cái người á mà mình quân tử đàng hoàng, tại sao mình phải che mặt? Nó có lý do. Cái lý do gì? Cái lý do tại vì nó không phải là người thật cho nên nó phải che mặt, nó đánh đánh dư luận thôi ông nội ơi. Ông á, xem xét kỹ lại đi những cái lời nó nói từ mấy tháng trước đi, nó xuất hiện sau cái vụ nào ha, thấy chưa? Từ đâu? Đó, thì ông nghĩ nghĩ như vậy đi. Thì ông biết á, ông suy luận lại đó, ông phân tích lại đó là ông biết rằng á, ông sâu chuỗi lại là ông biết rằng á, người này là chỉ là người dởm thôi. Thì chính miệng nó khai mà, nó khai phải không? À, thì nó khai là 30 ngày nó chém mướn hết 29 ngày rồi. Nhưng mà mấy cái người mà nó thí dụ mà có nghĩa khí vậy đi đi giấu mặt làm gì ông nội? Chuyện tào lao không à. Thấy không? Tôi nè, có người nhát chết nhất cái quả đất này nè. Tôi được gặp con gì tôi cũng sợ, nhất là có con gián tôi sợ thấy bà mua nội tôi luôn, mà tôi đâu dám che mặt đâu, lộn, tôi đâu che mặt đâu, thấy chưa? Cho nên ông đừng có tin những lời người ta. À, ừ, còn vụ gì nữa không? À, hết rồi hả? À, ok, về nhậu hả, ngủ vậy? Nhậu hả? Nhậu hoài ông nội, có ngày tôi về tôi tiễn ông lên đường không bây giờ đó ông nội, ông nổ. Ừ, bữa nào á ông gặp thằng năm sáu á, hai người mà gộp lại cái chắc tôi banh cái đầu tôi luôn quá. Ừ, ok vậy thôi, nhậu đi. Ok, rồi bye. Ê trời ơi, nói chuyện với thằng nổ này nó quải dễ sợ luôn nha các bạn. Cái thằng nổ này á, nó nổ banh quả đất, còn thằng kia thì nó xạo banh ta long, đứa nào cũng kinh khủng hết, nên rốt cuộc không biết thằng nào là thằng thật. Ngon quá trời ngon. Sáng sớm á đi nhặt ve chai mà uống được cái cà phê này á, là ngon lắm rồi. Mà nói thiệt với cái cuộc sống ở Mỹ này á, sau cái mùa Covid này có rất là nhiều người ra đường ở các bạn. Thì có mấy người mà ăn xin vòng vòng đây đó, hôm nay em mới thấy một người mà một bác mớ cũng tội nghiệp lắm. Nhưng mà thật sự chứ khả năng mình nó còn chưa lo tới đâu nữa, nên là không dám giúp. Cho dù mình giúp người ta đó, giúp 1-2 đồng á, tuy rằng á mình giúp 1-2 đồng á là một cái tấm lòng của mình, nhưng mà cái đó tạm thờ thôi. Nhưng mình có giúp đáng giúp á là mình giúp một cái chén cơm cho họ chẳng hạn, như cho họ kiếm cơm hàng ngày, cái đó là cái tốt nhất. Ví dụ như thay vì mình cho họ 2 đồng mà mình biết cái chỗ nào đang mướn người, đang cần người giúp việc, thì mình giới thiệu họ đi làm, đó mới là công, là phước vô lượng. Chứ giờ mình cho họ 2 đồng họ cũng không làm gì được cả, họ chỉ ăn ổ bánh mì là xong hết. Còn mình cho họ một cái công việc thì đó chắc chắn là cái đó là cái đại phước. Giống như em ước mơ đó là em được trúng số để làm gì, em về Việt Nam em xây những cái trường học ha, rồi em sẽ làm một những cái xưởng bên đó, rồi thuê một cái xưởng bên đây. Mình để làm gì? Để mình đi kiếm những người mà vô gia cư đó các bạn, không thất nghiệp đó, mình mướn họ vào mình làm những cái assembly nho nhỏ thôi. Còn những cái lớn hơn á thì mình mướn mấy kỹ sư, mình mướn mấy người nho nhỏ làm chẳng hạn rắp ráp hay này nọ đó, những cái công việc đơn giản vậy cho họ có công việc để họ có một cái sự sống. Còn bây giờ mà họ đi ăn xin kiểu này đó thì tuy rằng á có một số người họ là ăn xin dởm nha, họ ra đường họ xin rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng có một số người á các bạn muốn biết ở Mỹ đó, bây giờ em chỉ cho các bạn biết người nào ăn xin thiệt, người nào ăn xin giả nha. Khi mà các bạn qua Mỹ chơi đó, các bạn thấy những người nào đứng ngoài đường mà cầm bảng á, cầm bảng xin tiền mà trên người họ không có bẩn, không có dơ bẩn, chỉ là mặc đồ cũ hay da đen da ngăm ngăm thôi đó, thì những người đó chưa chắc gì là người ăn xin thiệt. Mà những người nào đó mà họ đẩy xe đi chợ trên lề đường á, quần áo á thì không có giặt, nhìn rất là dơ, tóc tai thì dài bù xù, thì những người đó đó họ, mình nhìn họ là mình biết họ không có tắm rồi, thì mình nhìn những người mình lại gần người đó rất là hoi, thì những người đó đó mới là những người mà vô gia cư thật sự. Còn những người mà cầm bảng đi đường á là chưa chắc gì họ thiệt đâu nha các bạn. Có một kỳ ở trên tin tức khám phá ra được rất là nhiều người, những người đó người ta theo dõi đó, người ta khám phá rất là nhiều người. Có một người anh da đen này, anh xin một ngày tới $1,000 luôn. Rồi có một anh bị không biết có, lúc đó ổng có bị tàn tật thiệt không anh quên, nhưng mà ngồi xe lăn xin tiền. Có một người đẩy đi vòng vòng gì để một năm xin được 100,000 đô. Và có một kỳ nữa, có một anh ăn xin, không hiểu vì sao mà ảnh có tiền mà ảnh là đi ăn xin, sau đó anh chết xong rồi bên chính quyền á, trên chính phủ á
mới điều tra ra được là anh ta trong tài khoản của anh ta đó có trên cả 100.000 đô. Thì nó nhiều sự việc lạ xảy ra lắm, cho nên mình không có nói được hết. Nhưng mà cái đó là một cách để các bạn nhận xét khi mà các bạn qua Mỹ du lịch, đó là coi những người nào mà ăn xin thiệt ăn xin giả. Cái thứ nhất, họ rất là dơ, họ không có chỗ tắm, tóc bù xù, họ đẩy xe đi vòng vòng, là cái đó là cái nhà của họ đó, thì họ ngủ bùi gì đó, thì những người đó mới là ăn xin thật sự. Còn những người mà sạch sẽ mà đi cầm bảng đi ăn xin á thì chưa chắc là nha các bạn, nhiều khi cái đó là cái nghề nữa đó. Thì đó, rồi muốn tóm tắt lại cái trong cái chuyện này đó, thì thằng nổ nó kể em á là có thằng mà cô Long Dương Quá đó các bạn, đi khoe là hồi xưa là mình đã từng là không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ gì hết. Một tháng 30 ngày mà chém lộn hết 29 ngày rồi. Cho nên những người như vậy đó là cũng có một thời hắn đi xé lịch, nhưng mà không biết xé bao lâu, em không có coi, không có nghe được cái vụ đó. Nhưng mà hắn nói những cái câu đó, nhưng mà các bạn phải xem xét lại như thế này. Nếu như mà thực sự hắn là người thật, thực sự nha, hắn là người thật, thì tại sao phải che mặt? Nếu như mình đã nói chờ đất không sợ, tại sao mình sợ thiên hạ thấy mặt mình? Cái này mới ghê. Thì cái đó em không hiểu tại sao cái nhà cũng che mặt lại hết, và những cái hình ảnh mà liên quan tới đều che mặt lại hết. Cho nên các bạn cũng nghĩ rằng khi mà mình làm cái chuyện gì đó mà mình che mặt người khác, là tức là mình không muốn người ta thấy mặt những người đó. Mà thấy mặt những người đó thì lộ ra sao? Tại vì sao? Tại vì cái này là nhân vật, không phải là nhân vật thật, mà là nhân vật từ đâu đến đó thì em không biết. Thì còn cái chuyện thứ hai đó là những cái mà buồn ngãi mà cái ông nội mình, anh thằng nổ nó nói là năm xạo nói á, là ông tỷ phú á, ông cản ông tỷ phú uống cái nước gì đó, không thôi là bị tặng hết ba bốn căn nhà rồi. Cái này là cái chuyện quan đường nữa, khoa học không có chứng minh được những cái chuyện đó. Mà cái thứ nhất, thí dụ như mà có đi nữa đó thì ông khùng bà khùng á cũng đã bị uống rồi, những người vô Thiền Am cũng đã bị uống hết rồi, tại sao hắn cũng có vô, hắn cũng bị uống rồi, tất cả nhiều tơ người đã vô tới Thiền Am sao không ai bị uống hết, mà chỉ ông chỉ có mình ông tỷ phú ông bị thôi, ông bị ép ổng, như ông bị vậy. Cho nên chắc bạn cũng nhìn rõ rồi đó, cái này á có phải là cái sự xạo nổ hay không các bạn? Chính xác là vậy rồi chứ gì, các bạn đủ hiểu rồi ha. Thì nó có nhiều thứ lắm, cho nên á cái phần mà cuối cùng á, cái khi mà cái này mà hạ xuống á, nếu như mà bên họ mà chiến thắng đó, thì cái người mà núp lùm đó thì có thể là núp luôn. Còn nếu như mà cái kế hoạch mà của họ không thành công đó, mà bị thua đó, thất bại đó, thì cái kẻ núp lùm sau trong sau lưng cha năm xạo này đó với ông tỷ phú đó sẽ xuất hiện và sẽ đổ tội cho những người này rằng là trời ơi, lúc trước tôi đâu có nhìn ra những người này nó như thế nào, tôi chỉ là một người phải nói là tôi nghe lời thôi, cho nên bây giờ tôi đã bị hại rồi, tôi ân hận lắm, thôi mong cộng đồng mạng hãy bỏ qua cho tôi đó. Cái kết cuộc là nó là như vậy nha các bạn. Cho nên cái người núp lùm này đó mới là cái người đáng sợ, có người mà ra mặt mà nó sủa tùm lum á, mấy người đó không đáng sợ đâu nha các bạn. Cho nên các bạn hãy để ý coi em nói đúng không nhé. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Em xin hẹn các bạn trong những cái video kế tiếp nha. Đáng lẽ hôm nay là phải đi quay ngoài mấy cái cảnh ngoài cho đẹp, nhưng mà trời nó tối quá, hôi quá nên không đủ ánh sáng để mà quay, nó không có thấy đẹp đâu. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Bye bye, và nhớ đăng ký và để ủng hộ em nha. Và các bạn có không có hiểu gì, không có hiểu em nói gì đó thì hãy bình luận cho em biết, còn hiểu cũng bình luận cho em biết luôn nha. Thì em chúc mọi người một ngày rất là vui vẻ, và Thiền Am hiện tại thì cũng được an toàn, cho nên họ phao tin gì đó thì họ cứ phao tin đi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, người hại không bằng chờ hại. Thực sự ra mấy ba bí bao nhiêu năm nay rồi, bên Thiền Am không bị gì hết, tự nhiên bây giờ đùng một cái sau cái vụ mà 50 con đồ xuất hiện đó, là đùng một cái là bây giờ là tai tiếng thị phi rồi bao la, mà từ đâu ra, từ thằng heo lùng đó các bạn, nó đưa ra rồi sao đó mọi người ăn bám theo, và ông khùng bà khùng mới chia biết bao nhiêu tiền mà nói cho cái vụ này rồi, để làm gì, để như vậy đó, các bạn hiểu chưa? Nhưng mà thật sự trong đây đó có biết rất là nhiều người đang lợi dụng cái chuyện này để mà kiếm tiền, nhưng mà kiếm xong hết rồi đó, cái người mà khổ thực sự là ai? Chỉ là ông khùng bà khùng thôi, bị mấy con quỷ kia nó đĩa nó hút hết. Rồi cũng có người nói, nó bình luận cho nói em vậy nè, cái thằng lùng á chi cho nó mấy tỷ gì đó, nó làm cái việc không được thôi, kia không chi cho em đem làm việc được, mà nói vậy thôi chứ em đâu có làm cái chuyện thất đức đó các bạn. Mình có rồi, mình có thì mình nói có, không thì mình nói không, các bạn thấy không? Nếu như mà mình nói bậy nói bạ đó là sau này sao mình ra đường mình gặp người ta hả, mình độn thổ hay mình che mặt lại đó mới ghê. Nhưng mà các bạn hãy để ý, thường thường cha mẹ mà làm ác á thì con cái của mình nó sẽ gánh một cái quả rất là nặng.
Cho nên cái đó là nhân quả ba đời đó nha các bạn, phải cẩn thận. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Còn những người nào đang ăn bấm ăn muối mà nó bậy nó bạ đó thì cứ việc nói đi, cái đó là nhân quả, nó sẽ quật, cái nghiệp nó sẽ quật lại một cái. Lúc đó thì sẽ hối hận, tin rồi lúc đó đổ thừa, ôi tôi tin người này, tôi tin người nọ, cuối cùng á thật sự là tự mình hại mình thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye. Nhớ đăng ký để ủng hộ em nha. Bye bye.